Mời quý vị theo dõi chuyên mục Giáo dục hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, kế hoạch số 135 ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 đề ra một số mục tiêu, định hướng phân luồng cụ thể. Đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp. Sau nhiều năm thực hiện chủ trương phân luồng, một bộ phận người dân đã bắt đầu cân nhắc việc định hướng cho con em mình học tập tại các trường nghề nhằm trang bị trình độ chuyên môn kỹ thuật, sớm tham gia vào thị trường lao động. Tuy nhiên, vẫn còn đó những băn khoăn. Phía sau cánh cửa trường nghề là câu chuyện về tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, về khả năng liên thông lên cao đẳng đại học, về cơ hội việc làm sau khi ra trường và cả những lo lắng khác. Kính mời quý vị theo dõi nội dung phần tiếp theo của phóng sự Mở cánh cửa trường nghề. Ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay chưa diễn ra, nhưng ở trường trung học cơ sở Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc đã có 26 học sinh quyết định sẽ không tham gia kỳ thi này. Trong số này có em Võ Thị Ngọc Ngà, một học sinh có học lực khá của lớp 92. Ở tuổi 15, độ tuổi mà nhiều bạn bè cùng trang lứa sẽ tiếp tục học lên trung học phổ thông như một sự lựa chọn tất nhiên, nhất là với những học sinh có đủ năng lực vượt qua kỳ thi vào lớp 10 công lập. Nhưng với cô học trò lại sớm đặt mục tiêu vào trường nghề. Những giờ học cuối ở lớp học quen thuộc này, giáo viên chủ nhiệm và học trò của mình có thêm thời gian để chia sẻ cùng nhau về hành trình nghề nghiệp sắp đến, về những cơ hội thành công sau cánh cửa trường nghề. Con học nghề, nghe chị Vũ Phạm ở trường, nghe lớp đỏ, tại con thích học những ngành nghề, thích học những thứ liên quan đến ngành nghề. Rồi lại muộn đi làm sớm để phụ giúp cho ba mẹ. Mẹ con cũng tưởng tượng con, tại con đi lọc đường. Ngôi nhà nhỏ của em Ngọc Ngà nằm trong khu dân cư sau cánh rừng cao su thuộc đội 5, ấp 3, xã Hòa Hội. Ba mẹ và chị gái đi làm xa, cô bé thường xuyên ở nhà một mình. Vì hoàn cảnh nên cô bé sớm tự lập, trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, sau cánh cửa trường nghề với Ngọc Ngà sẽ là những nỗ lực hòa nhập để thành công. Cách nơi ở của em Võ Thị Ngọc Ngà vài chục cây số, ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hàng ngàn học sinh 15 tuổi vào trường nghề cũng đang nỗ lực học tập cho định hướng nghề nghiệp của mình. Chính sách khuyến khích học nghề cụ thể là hỗ trợ 100% học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Bên cạnh đó, ngôi trường đào tạo nghề quy mô nhất tỉnh này cũng có nhiều thay đổi để nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đầu ra, tạo thuận lợi cho học sinh học văn hóa trung học phổ thông song song với học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng ngay tại trường hệ 9 cộng. Nên ngày càng nhiều học sinh sau trung học cơ sở chọn trường nghề Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp tục chặng đường học của mình. Năm 2023, nhà trường dự kiến tuyển sinh 1.125 học viên hệ trung cấp. Trước đó, năm 2022, nhà trường tuyển 1.086 học viên hệ đào tạo này, tăng 217 học viên so với năm 2021. Khi em học 2 năm là bao gồm học văn hóa, em sẽ được bằng trung cấp. Và khi em được bằng trung cấp thì em có thể ra ngoài và kiếm được tiền. Và nếu mà em quyết định liên thông lên cao đẳng thì em sẽ chỉ cần học vào thứ Bảy và Chủ nhật. Và nhà trường đã rất tốt với em, đó chính là tạo điều kiện chỉ cần học vào tối thứ Bảy và Chủ nhật. Và nhà trường đã để cho em là từ sáng thứ Hai cho tới sáng Chủ nhật em có thể làm việc và nghỉ ngơi để sẵn sàng tiếp cho buổi tối thứ Bảy và Chủ nhật em có thể học tiếp. Và khi hết năm em có thể được bằng cao đẳng và em có thể nộp cho chỗ em làm để được một mức lương cao hơn. Dạ, thứ nhất là phải có bằng trung cơ sở mới vô được trường. Và dạ, mình phải học thêm văn hóa 4 môn với lại chương trình nghề. Văn hóa 4 môn để mình liên thông lên cao đẳng, liên thông lên đại học. Theo Nghị định số 81/2021 của Chính phủ, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được miễn học phí. Nhà nước cấp bù trực tiếp cho các cơ sở giáo dục công lập hoặc cấp trực tiếp cho học viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.
nhằm giúp học viên liên thông lên cao đẳng đại học, các trường nghề trên địa bàn tỉnh, tuyển sinh và đào tạo hệ vừa học văn hóa trung học phổ thông, vừa học nghề cho học sinh mới hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký học song song chương trình trung cấp và chương trình văn hóa bổ trợ với hai sự lựa chọn, học nghề, học văn hóa 4 môn. Khi ra trường có chứng chỉ đã hoàn thành xong chương trình phổ thông, học viên có thể liên thông trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp và học nghề, học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Học viên sẽ có thể thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Thì hàng năm nhà trường tuyển sinh, sau đó là gửi tất cả cái số lượng mà các em nó đủ tiêu chuẩn học môn văn hóa 7 môn và đưa qua bên giáo dục thường xuyên. Và giáo dục thường xuyên sẽ xuống đây và hai bên sẽ hợp tác với nhau để đưa ra một cái hợp đồng và chúng tôi cùng nhau để làm việc. Thực ra thì cái việc phối hợp nó cũng khó khăn lắm, khó khăn về vấn đề chia thời khóa biểu, khó khăn về giáo viên. Nhưng bằng sự cố gắng, sự nỗ lực của hai bên thì mỗi bên cố gắng một chút thì chúng tôi đã dần dần phối hợp thì nó sẽ được tốt hơn. Khi mà ra trường rồi, thứ nhất em sẽ có được cái bằng nghề. Thứ hai nữa là em sẽ có luôn cái bằng trung học phổ thông. Lúc đó tuy là có cực một chút nhưng mà mình sẽ được lợi là hai cái phần đó. Em học xong thì buổi tối thì em sẽ dành ra một tiếng hoặc là một tiếng rưỡi để mà ôn lại các bài. Còn về môn nghề thì em có thể thực tập tại xưởng. Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 đề ra một số mục tiêu, định hướng phân luồng cụ thể đến năm 2025. Toàn tỉnh phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp. Vì thế, các chính sách khuyến nghề hiện nay cũng hướng tới đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở như miễn học phí hay tạo điều kiện để các em liên thông lên cao đẳng đại học. Tuy nhiên, đây cũng là đối tượng dễ bỏ học nhất. Tại trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc, thị xã Phú Mỹ, mỗi năm có 30-40% học viên bỏ học ở tất cả các nhóm ngành, điện công nghiệp, công nghệ ô tô hoặc kế toán doanh nghiệp. Còn tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dù có khả quan hơn, nhưng tỷ lệ bỏ học giữa chừng cũng dao động từ 10-20% mỗi năm. Chuyện học viên trường nghề bỏ học giữa chừng không mới, thậm chí đã kéo dài nhiều năm nay. Vì sao học viên bỏ học nghề giữa chừng ngay khi có nhiều chính sách khuyến nghề như hiện nay? Hiện nay đối với các em mà tốt nghiệp trung học cơ sở thì cái độ tuổi của các em rất nhỏ, mới 15 tuổi. Thì cái việc mà định hướng phân luồng nghề nghiệp với cá nhân thì các em cũng vẫn còn gặp lúng túng và khó khăn. Thậm chí những phụ huynh cũng vẫn còn gặp lúng túng do cái tiếp nhận những thông tin, những lợi ích của việc học nghề. Chính vì vậy mà công tác là tư vấn, rồi là công tác hướng nghiệp đối với các em vẫn còn thiếu. Một số những phụ huynh nó cũng rất gặp khó khăn, và kể cả các em sau khi mà đã vào các trường học rồi mà định hướng nghề nghiệp, tức là chọn ngành, chọn nghề của mình chưa chuẩn xác, dẫn đến việc là các em sẽ phải bỏ học giữa chừng. Phần lớn các trường nghề hiện nay cho phép học viên được thay đổi ngành học so với đăng ký ban đầu, với mục đích giúp các em được học nghề mình yêu thích. Thế nhưng không phải em nào cũng biết được mình thích gì, nhất là ở độ tuổi 15, độ tuổi không nhiều em xác định được nghề nghiệp tương lai của mình. Thực trạng này cũng đang đặt ra những thách thức trong công tác tư vấn hướng nghiệp nghề trong nhà trường. Thời điểm này, nhiều em dù đã xác định không đủ năng lực học tiếp trung học phổ thông, nhưng lựa chọn nghề nghiệp vẫn còn mơ hồ. Thì ba mẹ cũng khuyên em lên lớp 10 nhưng mà em muốn phụ gia đình sớm hơn. Tại vì gia đình em cũng đang thiếu thốn, chứ không phải là khá giả gì. Em muốn học công nghệ thông tin. Em có hỏi gia đình có chấp thuận một xíu. Bây giờ thật sự con cảm thấy con lo về cái tương lai của mình. Em cũng có lo tương lai về của mình. Thì xét về năng lực thì em không đủ để thi vô lớp 10. Tại ba mẹ biết thực lực của em chỉ tới đó nên là ba mẹ cũng không buồn. Dạ, em chọn ngành công nghệ ô tô. Khi mà mình chọn nghề đó thì ngoài bản thân mình muốn thì giáo viên ở trường có lương không gì, mình có không về cái việc con chọn nghề không? Có. Thế giáo viên nói như thế nào mà con chọn nghề công nghệ ô tô? Dạ là nói em phù hợp với nghề đó.
Dạ, tại em cũng hay sửa xe. Câu chuyện học nghề đối với học sinh lứa tuổi 15 vẫn còn nhiều trăn trở. Theo thống kê của ngành chức năng, trong năm học vừa qua, trong số 5.471 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập, có hơn 1.100 em học giáo dục thường xuyên, hơn 1.000 em học trường tư thục, hơn 1.700 em học sinh tham gia học tại các trường nghề trong tỉnh. Đáng chú ý, có gần 1.000 em tự tìm việc làm hoặc đang ở nhà. Tại trường trung học cơ sở Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, một trong những trường học xa nhất tỉnh, mỗi năm 50% trong số học sinh không đậu vào trường trung học phổ thông công lập, không chọn trường nghề. Cơ hội việc làm sau khi ra trường và cả những lo lắng chuyện nơi ăn, chốn ở, đi lại ở tuổi 15 tác động đến quyết định của phụ huynh học sinh. Cái tiền đề trường nghề đó là nó làm nghề tự do rồi thì nó 50-50. Mình học ở đây, học nghề, 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 thì lên là có điều kiện chút thì học ở đây. Cũng không thân thì ở nhà, vừa phụ huynh nhất, vừa nghề tự do ở đây trước. Phía sau câu chuyện học viên trường nghề bỏ học giữa chừng, phía sau câu chuyện học sinh sau trung học cơ sở không chọn trường nghề là bài toán đặt ra không chỉ với công tác tuyển sinh và quá trình giảng dạy của các trường nghề, mà còn là những thách thức cho định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó đặc biệt quan trọng với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một trong những địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhu cầu lao động có tay nghề đang rất lớn. Trách nhiệm không chỉ của riêng nhà trường, giải pháp nào cho vấn đề xã hội đáng quan tâm này? Mời quý vị theo dõi phần nội dung tiếp theo của phóng sự Mở cánh cửa trường nghề trong chương trình Giáo dục hướng nghiệp kỳ sau cũng vào giờ này trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt.